trường hợp hiện ra duy nhất của Thánh Giuse được giáo hội công nhận. Kính thưa quý vị độc giả thân mến, vị thánh đã nói chuyện với một người chân chiên người Pháp năm 1660. Ở đó có một con suối và một đền thánh nơi đã ghi lại các phép lạ và ân thiêng. Tại Cotinet, nước Pháp, có một trường hợp duy nhất về sự hiện ra của Thánh Giuse được giáo hội công nhận. Vào năm 2021 này, nhân kỷ niệm 150 năm ngày chân phước Pio IX tuyên bố vị thánh bảo trợ của giáo hội, tưởng cũng nên nhắc lại một số can thiệp phi tưởng của vị hôn phu của Đức Maria trong lịch sử giáo hội. Sự kiện này đã xảy ra cách đây 5 thế kỷ. Người chăn cừu khát nước. Tại làng Cattinat, gần thành phố Toulon, vào ngày 7 tháng 6 năm 1660, có một người tên là Ricard Gapat đang chăn cừu trên núi Petit-Lon, cách làng 3 cây số. Chăn thả đàn cừu của mình dưới cái nắng như lửa thiêu làm anh khát nước. Lúc bấy giờ, Ricard Gapat cầu xin Thánh Giuse, đấng mà anh hết mực sùng kính. Và bỗng nhiên, một người đàn ông cao lớn xuất hiện, chỉ tay vào tảng đá to và nói: "Ta là Thánh Giuse, hãy lật tảng đá đó lên và anh có thể uống nước." Anh nhấc hòn đá lên rất dễ dàng. Người chăn cừu nhìn vào tảng đá được Thánh Giuse chỉ cho, dù có đến 10 người cũng không thể nâng nổi nó. Tuy nhiên, nghe lời Thánh Giuse, Ricard Gapat đã nhấc tảng đá lên dễ dàng và uống say sưa dòng nước tinh khiết mà chưa một ai đã từng được nhìn thấy. Đây là lần hiện ra duy nhất của Thánh Giuse trong giáo hội, và đây cũng là những lời duy nhất của Thánh Giuse, vì trong tin mừng thánh nhân hoàn toàn im lặng. Dòng suối và những cuộc hành hương đầu tiên. Nhiều đoàn hành hương và rất đông các bệnh nhân kéo đến Cotinat. Hầu hết họ trở về nhà đều được chữa lành. Cạnh con suối của Thánh Giuse, nơi ngài hiện ra, một nhà nguyện nhỏ được dựng lên và sau đó là một tu viện để trợ giúp các tín hữu tuôn về đó ngày càng đông. Thời kỳ cách mạng Pháp, nhà nguyện và tu viện rơi vào cảnh đổ nát và ở trong tình trạng như vậy trong nhiều năm. Ơn lành và phép lạ. Sau cuộc chiến, một cộng đoàn các nước tu dòng miền Đức từ Agaria đến lập cư tại đây. Tu viện xưa được tái thiết và nhà nguyện hoạt động trở lại thường xuyên với sự trợ giúp của các hành hương hướng về nơi Thánh Giuse đã nói chuyện để chỉ ra dòng suối kỳ diệu với dòng nước ngọt ngào và tươi mát. Ngày nay, vẫn còn rất đông du khách hành hương về nơi Thánh Giuse đã hiện ra. Và vì dòng suối nhắc nhở đến dòng nước kỳ diệu ở lộ nước, nơi các ơn thánh ngày càng được nhân lên. Văn khố của dòng tận hiến cho Đức Maria, nơi chăm nom điện thánh, liệt kê rất nhiều phép lạ được cho là xuất phát từ dòng nước kỳ diệu ấy. Vương cung thánh đường lớn nhất thế giới dành riêng cho Thánh Giuse. Nếu Cotinat là vị trí biểu trưng cho sự hiện ra của Thánh Giuse, thì một nơi khác tôn vinh quyền năng của ngài. Thánh André Besset khuyến khích lòng sùng kính Thánh cả Giuse với những người đã được chữa lành. Ngài nói: "Chính Thánh Giuse làm phép lạ, không phải tôi. Tôi chỉ là con chó nhỏ của thánh nhân." Tên tuổi của Thánh André Besset gắn liền với Oratorio, một vương cung thánh đường lớn nhất thế giới dành riêng cho Thánh Giuse ở Montreal, Canada. 2 triệu du khách. Mỗi năm có ít nhất 2 triệu du khách bước lên tòa nhà này để được nghe tiếng gọi thiêng liêng giữa những bức tường thánh và để khám phá diện mạo của đấng sáng lập, người gác đền đơn sơ của Học viện Notre Dame, một nhà nguyện nhỏ được khởi công xây dựng vào năm 1904. Vào năm 1917, nhà thờ thực sự được xây dựng với một tầng hầm có sức chứa lên đến 1.000 chỗ ngồi. Để làm được điều đó trong nhiều năm, ngài đã gây quỹ và thậm chí bán cả tóc của mình cho các sinh viên. Cao 97 mét. Vương cung thánh đường trên được xây dựng vào năm 1955 và hoàn thành vào năm 1967. Với sức chứa 3.000 chỗ ngồi
và 10.000 chỗ đứng bên trong, dài 105m, rộng 65m và cao 60m. Chiều cao tính từ trên tuyết đỉnh thánh giá là 97m. Vào ngày con chó nhỏ của Thánh Giuse yên nghỉ, hàng triệu người đã bày tỏ lòng kính mến bằng cách diễu hành quan tài của ngài cả ngày lẫn đêm. Qua cuộc đời và những lời khuyên đầy khiêm tốn của mình, Thánh André Bassett đã trình bày cho toàn thế giới thấy được sự tốt lành và sức mạnh của lời cầu bầu của Thánh cả Giuseppe.